Ok, ổn á. Đã, quay xe lại rồi, quay xe lại. Thắng thắng quay xe lại. Tập C. Cảnh Hoài Sơn, Hội Nhân, Bình Định. Tập phải vô chỗ trống nha. Đây có bãi tập C đường hoàng. Ngày 2 tháng 9 gần tháng 8 âm lịch. Nhà máy giam gỗ Tường Sơn. Ok, mới có 5 phút mà cả được là giỏi rồi đó. Được chưa? Nào, cứ đi cứ thẳng lên, thẳng xuống lên kia rồi quanh lại đây. Đi xuống luôn đây, đi nữa đây. Xuống nha, đó. Đi xuống thấp quá, ghì máy. Phía trong kia là khu công nghiệp Tường Sơn, trong nhà máy giam khu công nghiệp. Nhỏ giờ tiếp thu nhanh, nó tập đến 5 phút chỉ nó biết làm liền. Học trước kia là chỉ là bé câu lơ, hồi đó chiếc xe đắt quá, sợ tí trời. Rồi chúng mình thắng, dừng lại đây, thắng dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, không dừng luôn đó, cởi tốt rồi.